truy tố cựu hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai và các đồng phạm công an tỉnh Đồng Nai, đề nghị truy tố nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai cùng một loạt đồng phạm là trưởng phòng, phó trưởng phòng, giảng viên của trường. Đề nghị truy tố cựu hiệu trưởng cùng 5 bị can sau thời gian điều tra bổ sung. Cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tham ô tài sản xảy ra tại trường Đại học Đồng Nai. Đồng thời, cơ quan an ninh điều tra, công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển hồ sơ qua Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 6 bị can. Theo đó, 5 bị can bị đề nghị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gồm Trần Minh Hùng, nguyên hiệu trưởng trường Đại học Đồng Nai, Phan Văn Thanh, trưởng phòng kế hoạch tài chính trường Đại học Đồng Nai, Đặng Minh Thư, phó trưởng phòng đào tạo trường Đại học Đồng Nai, Dương Minh Hiếu, phó trưởng phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng trường Đại học Đồng Nai, Lê Thị Hoài Lan, trưởng bộ môn quản lý giáo dục trường Đại học Đồng Nai. Riêng bị can Võ Thị Ngọc Dung, nhân viên làm việc phòng kế hoạch tài chính trường Đại học Đồng Nai, bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản. Kết luận điều tra bổ sung xác định, từ năm 2009 đến 2019, trường Đại học Đồng Nai theo dõi thu, chi qua sổ phụ ngân hàng và quỹ tiền mặt không báo cáo tài chính, để ngoài sổ kế toán doanh thu tổng số tiền hơn 69,8 tỷ đồng. Hành vi này đã gây thiệt hại đối với trường Đại học Đồng Nai, số tiền hơn 6,3 tỷ đồng, và không nộp thuế gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước gần 900 triệu đồng. Trong năm học 2018-2019, khi thu học phí các lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp được hơn 53,3 tỷ đồng, trường đã thanh quyết toán đảm bảo chi hết, và không vượt định mức gây thiệt hại tổng số tiền hơn 13,6 tỷ đồng. Trong đó, hiệu trưởng Trần Minh Hùng giao cho Phan Văn Thanh hướng dẫn các bộ phận để thanh quyết toán đảm bảo chi hết và không vượt định mức. Phan Văn Thanh thống nhất cùng với Đặng Minh Thư, Dương Minh Hiếu tham mưu tính công, quyết toán theo định mức đã ban hành. Sau đó, các bị can lập chứng từ kế toán không rõ ràng, không đầy đủ, không chính xác để chi số tiền hơn 5,4 tỷ đồng. Các bị can này không kê khai thuế thu nhập cá nhân dẫn đến không nộp thuế gần 700 triệu đồng. Lê Thị Hoài Lan và Dương Minh Hiếu còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã lập hồ sơ đề nghị thanh toán tiền công chấm bài, thu hoạch bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên hệ TH, trung học cơ sở, trung học phổ thông là hơn 271 triệu đồng. Số tiền này đã được quyết toán chi trả hơn 187 triệu đồng. Nhân viên phòng kế hoạch, tài chính chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng từ 2010 đến năm 2021. Trường Đại học Đồng Nai tổ chức các khóa hệ đại học liên thông, vừa học vừa làm với tổng số gần 7.800 sinh viên tốt nghiệp nhận bằng. Từ năm 2013 đến tháng 6 năm 2021, Võ Thị Ngọc Dung là nhân viên làm việc phòng kế hoạch, tài chính được phân công thu học phí, lệ phí tại trường bằng tiền mặt với tổng số tiền gần 30 tỷ đồng. Tuy nhiên, Dung chỉ báo cáo nộp về nhà trường tổng số tiền gần 27 tỷ đồng, Dung chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt, Dung đưa cho chồng để trả nợ hơn 900 triệu đồng, còn lại gần 2,1 tỷ đồng bị cáo để trong tủ cá nhân tại nơi làm việc.